Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay sẽ là một clip để mình quay lại cái server 282. Anh Độ Messi đã lên tay 5 chưa nha các bạn? Từ bữa giờ thì cũng cả tuần rồi các bạn. Nghe các bạn nói là anh Độ Messi đã lên tay 5, nhưng mà không biết thực hư thế nào thì mình sẽ vô xem thử các bạn. Bảng xếp hạng nè. Wow, trọng hành 33 triệu. Zero 26, tiếp 21. Ủa, ông tiếp này ngưng bao rồi các bạn. Từ lúc mình làm clip là đã 20 rồi, nhưng mà cả tuần nay không lên bao luôn. Nhưng mà ông trọng hành này lên 33 triệu bao rồi. Đây, anh Độ Messi 12 triệu 8. 12 triệu 8 thì chưa có T5 đâu các bạn. Để có được T5 trong game này thì ít nhất các bạn 38 đến 40 triệu là các bạn sẽ có T5. Còn tầm bao này thì chưa có, kể cả ông trọng hành này top 1 bao nhưng mà cũng chưa có T5 đâu các bạn. Nhưng mà ông trọng hành này thì sắp có T5 rồi. Server mở được bao nhiêu ngày? Để coi, server mở được 12 ngày rồi các bạn. 12 ngày mà 30... mấy triệu bao căng đó các bạn ơi. Mười mấy ngày mà 30 mấy triệu bao gần có T5 là nạp căng lắm đó. Má, nạp cỡ này vài trăm củ rồi các bạn. Anh Missimoy thì 12 triệu 8 thì chưa có T5 đâu các bạn. Cơ bản là Refund Family là đang top nhiều các bạn. Cà Lan này top rồi, Refund Family không à. Một số anh em độ Missimoy đó có T5 trong Card of Dragon thì chưa nha các bạn. 12 triệu mấy, gần 13 triệu thì chưa có T5 đâu. Sơ lược cái bao, bây giờ mình sẽ xem về map xíu. Bữa giờ mình cũng không có qua đây nên mình cũng không do thám ở cái vùng khác các bạn. Bây giờ mình sẽ xem Refund Family đi cờ như thế nào ta. Đây, qua đây, ăn con khổng lồ này rồi. Khổng lồ này boost tốc độ hành quân 5%. Con chim này thì boost 5% tốc độ huấn luyện. Ăn luôn con khổng lồ này, sát thương kỹ năng gây ra 6%. Ăn luôn con này, phản đòn 6%. Vậy là Refund Family sẽ đi cái đèo 2 thứ 2 các bạn, đúng không ta? Cái này nó bị khuất mà không thấy. Không, đi cái đèo 2-1. Đó, nó sẽ có một cái đèo 2 nè. Đây, một cái đèo 2 nè. Ở chỗ này, chỗ cái cửa này nó sẽ có một cái đèo nữa nè. Đó, thấy bạn thấy không? Chỗ cái cầu này có một cái đèo nè. Từ cái lúc mà cái video thứ hai mình nói về 282 thì Refund Family đi cờ hơi ngáo, nhưng mà bây giờ thì nó dần ổn định rồi nè các bạn nè. Khi cái cờ lan nó mạnh lên rồi là bắt đầu người ta sẽ có cái đường cờ này nọ đi, nó ổn định rồi là sẽ dẹp hết mấy cờ lan liêu hiu kia. Chụt chà, bữa mới nó mọc lên như nấm á, hôm nay bị xóa hết rồi. Một phần là tháo bỏ pháo đài, một phần là bị đốt hết rồi các bạn. Nhìn nó cũng đỡ hơn nhưng mà nói chung là nó cũng nhiều cà lan con lắm. Còn nhiều cà lan con quá. Và một số anh em cũng hỏi là mình có chơi server 282 với anh Độ không? Thì mình không có chơi các bạn. Và một số anh em nói là anh Độ nghỉ game thì chưa ra nha các bạn. Game này thì cơ bản là ổng chưa có nghỉ đâu. Tại sao anh em biết sao không? Tại vì anh em đồng đạo còn ở trong đây chơi hết mà sao ổng nghỉ được, đúng không? Nè, Bụt nè, rồi thằng David Nguyễn nè, nó cũng còn chơi bao, nó vẫn lên nè. Bột bé tẹo gì đây nè, Trung Cày Chay, Thầy Olip nè. Nói chung là team của người ta còn đang chơi đông đảo thì khó lắm. Tại vì người ta là game thủ, là team nữa. Thì game, mỗi game người ta chơi mỗi ít, nhưng mà cơ bản là anh em nói anh Độ bỏ game và out game thì chưa đâu nha các bạn. Vẫn còn chơi đó, bao vẫn còn lên là còn chơi. Kiểu như một số anh em cũng nói là anh Missimoy này là BR cho game này kia. Tất nhiên rồi các bạn, bây giờ người ta là một streamer nổi tiếng, cái nghề của người ta là như thế. Bây giờ người ta bên game, người ta book cho cái hợp đồng quảng cáo, dụ như bây giờ 5-7 tỷ, 10 tỷ yêu cầu làm thì có làm hay không? Thì người ta, công việc người ta làm thôi. Còn anh em chơi là anh em cứ chơi thôi. Mình thích game thì mình chơi, còn mình không thích thì mình nghỉ thôi. Người ta gọi là gì, không chợ mở quán đông thì anh em không chơi thì người khác vẫn cứ chơi. Tất cả mọi người vẫn cứ chơi bình thường. Và kể cả sau này cái server này mình nói chứ, ví dụ như mà các bot này không nạp nữa hoặc là out game, out game thì nó bình thường. Những bot này người ta out game, một là người ta chuyển nhượng ngạc. Ví dụ như giờ người ta nạp đôi tỷ vô, người vài chục triệu các bạn mua không? Mua, vẫn có người mua và vẫn có người chơi tiếp. Bình thường, bản thân anh em cứ chơi thì vẫn cứ chơi bình thường.
mình một cái cá nhân, một cái thành phần, một cái hạt cát trong cái sa mạc này thì đừng lăn tăn, chơi hiện tại vui, có Ấn Độ, có anh em của Refund chơi cảm thấy vui thì anh em cứ chơi thôi. Còn cái điều kiện của anh em thì mình đã chia sẻ video trước rồi, nếu anh em xác định anh em chơi lâu dài thì anh em cứ nạp bình thường, còn anh em cưỡi ngựa xem hoa thì nạp vài ba xị chai chơi chiêu chiêu rồi út cũng được, bình thường không có gì hết, đâu có ai ép buộc gì đâu đúng không. Mình khoan nói tới cái vấn đề là chuyện BR game hay như thế nào, cái đó là công việc và là cái ấy của người ta thôi. Thậm chí cả mà tất cả các anh em refund người ta út cả khỏi cái server này thì vẫn bình thường. Tại vì sao? Tại vì những cái ạc này chắc chắn người ta cũng sẽ chỉ nhượng lại cho những người khác tâm huyết hơn, hoặc là một là người ta chỉ nhượng, hai là người ta giao lưu gì thì mình không biết, nhưng mà tất nhiên server nó vẫn hoạt động mà vẫn chơi bình thường các bạn. Qua S2 hay SS2 thì các bạn vẫn cứ chơi tiếp tục bình thường, phát triển account mình và sẽ tìm tới một chân lý và một cái chân trời mới cho anh em chơi ở 282 thôi. Nên anh em cứ bình thường, cứ chơi và trải nghiệm game cho nó hết mình đi, đừng có lăn tăn. Mấy cái thằng cô chú này suốt ngày cứ nói người ta BR game rồi út game rồi công việc của người ta rồi, không phải game này thôi mà tất cả những cái game khác thế. Đâu phải một game này, chỉ riêng một game này đâu, rất rất nhiều game. Chẳng qua là cái game này là một cái game nó mang hơi hướng cộng đồng, nó là một cái game khiến cho những người chơi gắn kết với nhau, tạo ra một cái cộng đồng người chơi đông đảo với nhau. Thì game nào nó cũng có cộng đồng hình đó, nhưng mà riêng cái thể loại mà chiến tranh thực thời gian thực này thì một khi mà nó đã bung tiền ra chạy quảng cáo thì anh em biết rồi, cộng đồng nó đông kinh khủng, không có thể nào bịt miệng thế gian được. Kệ đi, cứ chơi cứ vui vẻ thoải mái, có nhiều thì nạp nhiều, không có nhiều thì nạp ít, không nạp ít thì chơi chay. Chơi chay thì chấp nhận là mình chơi cưỡi ngựa xem hoa, chơi chiêu chiêu, chơi cho biết game vậy thôi, cũng ok rồi. Ok, thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian chiêu chiêu với cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.